Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2012, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip tiêu biểu đã phát trong tuần. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm clip về giao thông. Trong tuần qua, ban biên tập của chương trình đã nhận được clip phản ánh kịp thời của khán giả Minh Lý ở khối 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với số điện thoại 091 với 3 số cuối là 811. Clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày 9 tháng 12 vừa qua giữa một xe máy và một xe tải khiến hai người bị thương nặng. Có mặt tại hiện trường và chứng kiến sự việc, khán giả Minh Lý đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về cho chương trình. Khán giả Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội phản ánh, mới đây trong một lần đi xe buýt, anh đã chứng kiến cảnh xe buýt va chạm với một chiếc xe máy đi cùng chiều. Chỉ là một cú va chạm nhỏ, tài xế xe máy cũng chỉ bị xây sức nhẹ. Tài xế xe buýt và phụ xe cũng đã ngỏ lời xin lỗi, bồi thường. Tuy nhiên, người đi xe máy đã làm to chuyện, khiến không ít người đi đường và những người có mặt trên xe tỏ ra bức xúc. Khán giả Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã gửi tới chương trình đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 21. Tuy nhiên, điều mà khán giả này muốn đề cập tới chính là sự thờ ơ, vô cảm của người đi đường. Nhiều người đã bỏ đi, từ chối giúp đỡ người bị nạn. Thưa quý vị và các bạn, đường Nguyễn Du thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước có chiều dài khoảng 1,5 km. Hai điểm đầu và cuối của con đường nối quốc lộ 13, đoạn chạy qua phường Phú Đức và phường Phú Thịnh, tạo thành một vòng cung và được coi như đường vành đai thị xã. Hiện nay, các tài xế xe tải thường xuyên cho xe chở đất đá chạy qua con đường này để tránh sự kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng, khiến cho con đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Khán giả Trương Văn Phong từ số điện thoại 097 với 3 số cuối là 466 đã ghi lại một số hình ảnh về sự tàn phá của xe tải trên con đường này và gửi về cho chương trình. Việc các xe chở đất đá nguyên vật liệu xây dựng không che chắn gây rơi vãi đất đá xuống đường đã trở thành chuyện thường trên tuyến đê sông Lô, đoạn qua huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Khán giả Nguyễn Hoàng Thuyên ở xã Độ Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc từ số điện thoại 0973 với 3 số cuối là 103 đã gửi tới chương trình đoạn clip ghi lại hiện tượng này. Khán giả Thanh Hải tới địa chỉ email thanhhải9983a@gmail.com cho biết, hiện con đường liên xã đi qua thôn 8, xóm Đồng Phết, xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tồn tại khoảng chục cột điện nằm chắn giữa đường. Việc này rất nguy hiểm bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới việc lưu thông của bà con nhân dân mà nó còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tai nạn cho người đi đường. Khán giả từ địa chỉ email anhcanh.pba@gmail.com cho biết, vào mỗi lúc tan tầm, trước cổng trường mầm non 19 tháng 5, thuộc phường Hoàng Văn Tụ, thành phố Thái Nguyên, luôn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Nguyên nhân chính là do phụ huynh đỗ xe chờ đón con rất lộn xộn. Thưa quý vị, chào đón Giáng sinh và năm mới tại nhiều trụ sở công ty cũng như các tòa nhà cao tầng trên địa bàn thành phố thường trang trí cây thông và hệ thống đèn lộng lẫy. Nhân dịp này, nhiều người trong đó chủ yếu là các bạn trẻ thường tìm đến để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Và không ít người vì mải mê tạo dáng đã đỗ xe ngay dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Khán giả Lê Như Quỳnh từ số điện thoại 0986 với 3 số cuối là 268 trong một lần lưu thông qua tuyến đường Lê Thái Tổ, Hà Nội đã chứng kiến cảnh trên, chị đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về cho chương trình. Để tháo gỡ những khó khăn trong giao thông và vận tải của một tỉnh miền núi, nhiều năm qua tỉnh Đắk Nông đã xác định phát triển giao thông nông thôn là khâu đột phá, tạo động lực đưa kinh tế của tỉnh phát triển. Nhiều địa phương trong tỉnh đã xây dựng phong trào tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đường. Khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 với 3 số cuối là 153 đã gửi tới chương trình một số hình ảnh về phong trào hiến đất làm đường của xã Nam Rong, huyện Cư Rút, một trong những địa phương đi đầu trong phong trào này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những đoạn clip trên. Vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 9 tháng 12, tại ngã tư vòng xuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chiếc xe máy hiệu Honda Dream mang biển kiểm soát 38F66081 đi hướng từ thị trấn Phố Châu tới Đức Thọ. Khi đến khu vực ngã tư vòng xuyến do không làm chủ tốc độ nên đã đâm thẳng vào chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 81L0432 chạy từ hướng Vũ Quang, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau cú va chạm, chiếc xe máy bị ô tô tải cuốn vào gầm xe, kéo đi hơn 10 mét mới dừng lại. Hai nạn nhân trên xe máy bị hất tung ra khỏi xe, đầu đập xuống đất gây chấn thương nặng. Những hình ảnh này được ghi lại vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 11 trên xe buýt số 49 chạy tuyến Trần Khánh Dư, khu đô thị Mỹ Đình 2. Do va chạm với một xe máy đi cùng chiều nên xe đã phải dừng lại để xử lý.
tài xế xe máy trong trang phục áo đen đã treo hẳn lên xe buýt và tỏ thái độ khá hung hãn. Anh này không ngừng văng ra những lời khiếm nhã, dù lái và phụ xe đã gửi lời xin lỗi, tỏ rõ thái độ cầu thị và rất nhã nhặn. Sau đó, phụ xe đã phải đi mua thuốc về băng bó cho người này, tuy nhiên vẫn không nhận được thái độ hợp tác. Dù cảnh sát giao thông đã phải vào cuộc điều tiết, nhưng giao thông toàn tuyến vẫn ùn tắc kéo dài chỉ vì một va chạm nhỏ. Đây là hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào 14 giờ chiều ngày 11 tháng 12 tại km 8+300 quốc lộ 21, đoạn gần khu du lịch Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Sau khi va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30K8853, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 33L66159 bị thương nặng và ngất tại hiện trường. Do ở gần khu dân cư nên rất nhiều người dân xung quanh cùng người đi đường tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, trong khi người dân dùng mọi cách nhờ một trong những chiếc ô tô đi qua để đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì không một chiếc xe nào dừng lại. Thậm chí, khi có sự xuất hiện của một chiếc ô tô biển xanh, nhưng họ chỉ nhận được những cái lắc đầu của người tài xế và người này nhanh chóng nhấn ga cho xe chạy đi. Phải đến hơn nửa tiếng sau, một lái xe taxi tốt bụng dừng lại, nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu. Hàng ngày có cả trăm lượt xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chạy qua đây. Mặt đường trước kia được trải nhựa, này cũng đã bị băm nát. Đất đá rơi vãi, cùng với cát bụi có sẵn từ mặt đường bị cày nát, bị cuốn theo mỗi chuyến xe chạy qua, khiến khói bụi bao trùm cả khu dân cư. Thêm vào đó, tiếng xe trọng tải lớn chạy suốt ngày đêm, bóp còi inh ỏi nên người dân không khỏi bức xúc. Những hình ảnh này mới được ghi lại trên tuyến đê sông Lô đoạn qua huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng trăm lượt xe tải chở nguyên vật liệu, đất đá chạy hàng ngày qua đây không hề có bất cứ biện pháp che chắn nào. Không những vậy, những chiếc xe này còn lưu thông với tốc độ nhanh. Đất đá cũng theo đó mà rơi xuống mặt đường, nhiều chỗ tạo thành sóng trâu gồ ghề. Người đi đường ngoài việc chống chọi với bụi, tránh né sóng trâu, đất đá rơi vãi xuống đường, còn phải thật cảnh giác với những chiếc xe tải luôn lao đi với tốc độ cao. Con đường liên xã đoạn chạy qua thôn 8, xóm Đồng Phết, xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng hơn một trụ cột điện nằm chình hình ngay giữa con đường bê tông mới đổ. Thậm chí có cột cần phải chống để đứng vững. Cả dãy cột điện nằm chình hình giữa lối đi lại, vừa cản trở giao thông mà khả năng va chạm cũng rất cao. Đặc biệt là vào lúc trời tối, đoạn đường lại không có hệ thống đèn chiếu sáng. Cổng trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên. Cứ vào giờ tan lớp, tình trạng ùn tắc thường xảy ra tại đây. Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng tới giao thông là việc phụ huynh dừng đỗ xe không đúng quy định. Phần lớn các xe ô tô đều được dừng đỗ ngay dưới lòng đường. Đó là chưa kể tới việc các xe không chỉ đỗ một hàng mà còn xếp hàng nhiều hàng xen nhau. Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội.
Cả tòa nhà lung linh hẳn lên bởi hàng ngàn bóng đèn trang trí và những hình nộm người tuyết, ông già Noel hay những chú tuần lộc sống động. Nằm trên trục đường trung tâm nên các trang trí này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Không ít người đã dừng hẳn xe để chụp ảnh, trong đó nhiều bạn trẻ đã vô tư dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường để tạo dáng chụp ảnh. Đây là con lộ dài gần 2 km, chạy từ thôn 6 đến hết thôn 10 xã Nam Rong, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, một trong những con đường nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt đường đổ bê tông rộng 3m, dày 18cm, mỗi bên hành lang rộng 1,5m. Con đường vừa hoàn thành đầu tháng 12 vừa qua, thay thế cho con đường đất chỉ rộng chưa tới 3m với hai dãy nhà dân chạy dọc ven đường. Nay con đường khang trang hơn, đường mở rộng tới tận 6m. Tuy nhiên, nhà nước không phải đền bù hoặc hỗ trợ tiền hoa màu mà người dân ở đây đã tự nguyện hiến đất để làm đường. Xin được chuyển sang phần điểm một số clip liên quan đến môi trường. Một khán giả giấu tên ở Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp giày Aurora có trụ sở tại thôn 8, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, thường xuyên tiến hành đốt rác thải công nghiệp mà không qua một công đoạn xử lý nào, gây ảnh hưởng đến đời sống của những người dân sống lân cận. Hơn 400 học sinh mầm non và giáo viên đang phải sống trong cảnh bị rác thải bao vây. Đó là thực trạng đang xảy ra tại trường mầm non Bán Công Nghĩa Trung 2 ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Địa điểm của trường nằm sát đường liên xã, cạnh hệ thống mương tưới tiêu, đồng thời cũng là nơi tập kết rác của người dân. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Phương từ số điện thoại 0912 với 3 số cuối là 552 đã gửi về cho Góc Nhìn khán giả. Thưa quý vị khán giả, Vũ Minh Hiếu ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội với số điện thoại 097 với 3 số cuối là 846 có phản ánh. Đã nhiều năm nay, người dân sống dọc hai bên đường ở khu vực Làng Ngô, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội bị hoạt động của chợ cóc tự phát làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Hơn 100 mét mặt đường ngõ rộng bị chiếm dụng để họp chợ khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Khán giả Nguyễn Tuấn Ninh hiện đang trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, anh cũng như nhiều hộ dân sống tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên rất bức xúc về việc công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cung cấp nước sinh hoạt kém chất lượng cho người dân sử dụng. Hình ảnh này được ghi lại tại khuôn viên công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp giày Aurora. Từng thùng rác thải công nghiệp trong quá trình sản xuất giày được chất đống chờ xử lý. Số rác thải này sẽ được công nhân cho vào lò, đốt trực tiếp. Khói đen và mùi khét từ vải, da, ni lông và một số rác thải công nghiệp khác phủ kín cả một vùng. Còn đây là những hình ảnh được ghi bên ngoài khuôn viên của công ty này. Nước thải công nghiệp ứ đọng, bao vây khu tường rào công ty. Phía bên đối diện là trường mẫu giáo Thiên Hương. Hàng ngày cô và trò trường Thiên Hương vẫn phải hít thở một bầu không khí độc hại. Trường mầm non Bán Công Nghĩa Trung 2. Khuôn viên trường có đầy đủ khoảng không gian dành cho các em nhỏ chơi đùa. Tuy nhiên, ngay sát bên hông trường là kênh tưới tiêu chung của cánh đồng xã, người dân vẫn quen gọi là kênh 7. Đồng thời, khoảng đất này cũng là nơi mà người dân thôn Trại Dược tập kết rác. Đủ mọi thứ từ rác thải sinh hoạt đến cả xác động vật chết bọc trong bao tải dứa cũng được vứt ra đây. Ruồi muỗi cũng vì thế mà có môi trường sinh trưởng và phát triển. Đây là con đường chính của Làng Ngô, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Ngày nào cũng vậy, tại đây thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, khiến cho việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Chuyện tắc đường luôn diễn ra theo đúng lịch, ít nhất 2 lần mỗi ngày vào giờ đi chợ bữa trưa và bữa tối. Khoảng thời gian này, các chợ cóc, chợ tạm hoạt động tấp nập, người mua kẻ bán đứng giữa lòng đường trả giá cân đong rất ồn ào, nhốn nháo và ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người đi đường. Thậm chí, ngay cả khi sáng sớm, từ 4 đến 5 giờ, khi người dân đang ngủ, thì tiếng xe máy, tiếng gà vịt, tiếng băm chặt, tiếng cãi cọ, gọi nhau ầm ĩ đã đánh thức cả khu dân cư. Đoạn clip này được khán giả Tuấn Ninh thực hiện vào trưa ngày 11 tháng 12 vừa qua. Khi mở vòi chuẩn bị lấy nước phục vụ cho sinh hoạt, anh đã rất bất ngờ khi thấy dòng nước đỏ quạch chảy ra từ ống dẫn. Càng chảy, dòng nước càng có màu đục hơn. Thậm chí khi đã hứng cả đầy xô nước, tình trạng vẫn không khả quan hơn chút nào. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số clip liên quan đến các phần đề khác. Trong một chương trình được phát sóng vào đầu tháng 12 vừa qua, Góc Nhìn khán giả đã đề cập đến việc đánh bắt chim trời diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Nam và tỉnh Quảng Trị. Mới đây, chương trình lại nhận được phản ánh của khán giả Nguyễn Trung Dũng ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cũng liên quan tới việc đánh bắt chim trời tại địa phương anh sinh sống. Những phản ánh liên tiếp của khán giả về việc đánh bắt chim trời tại nhiều địa phương báo động việc đánh bắt chim trời hiện nay không còn hạn chế tại một số địa phương nhỏ lẻ mà lan rộng đến nhiều vùng quê trên cả nước. Khán giả Lê Duy Bình, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ với số điện thoại 0164 với 3 số cuối là 296 cho biết, gần đây trên dòng sông Bứa, đoạn chảy qua khu 9 xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản gây sạt lở diện tích đất trồng của người dân. Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 12 tháng 12, áp dọc tuyến đường mới từ Bixi Nam Định ra quốc lộ 21, có tới cả trăm chiếc đèn cao áp không hiểu vì lý do gì vẫn sáng rực. Khán giả Đàm Văn Thình ở Cầu Giấy, Hà Nội từ số điện thoại 0934 với 3 số cuối là 468 đã ghi lại những hình ảnh này và gửi về phản ánh cùng chương trình. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, một khán giả quen thuộc của Góc Nhìn khán giả là anh Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã tự nguyện chuyển giao một cá thể cu ly cho vườn thú Hà Nội do tình cờ bắt gặp vài ngày trước đó. Được biết, cu ly thuộc nhóm 1B của Nghị định 32/2006 NĐ-CP, các loài động vật hoang dã quý nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những clip này. Đây là hình ảnh được ghi lại ở một số xã đồng bằng ven biển thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là hệ thống âm ly đều đặn phát ra tiếng chim kêu. Hệ thống loa được bắt rải rác khắp cánh đồng. Lưới bắt chim giăng khắp nơi, thậm chí cả trong nghĩa địa. Không chỉ lưới được giăng mà ngay cả những chú chim giả bằng xốp cũng được sắp đặt cẩn thận và tỉ mỉ. Chim trời ngoài việc nghe tiếng đồng loại còn nhìn thấy rất nhiều những chú chim bằng xốp khác nên rất dễ xa lưới. Còn đây là những chiếc lều ven cánh đồng của những thợ săn. Hình ảnh này được quay lại tại diện tích đất trồng của nhà anh Lê Duy Bình. Hàng ngày, những chiếc tàu khai thác khoáng sản vẫn áp sát vào đây để hút cát. Tàu hút cát này có công suất khá lớn với nhiều vòi hút khác nhau. Trên tàu luôn thường trực từ 4 đến 5 công nhân để vận hành máy móc. Chỉ sau một thời gian ngắn bị khai thác, bờ sông đã lở một đoạn dài. Nước ăn sâu vào phần diện tích đất trồng trọt, khiến ngay cả những lũy tre cũng bị dòng nước cuốn đi.
Những hình ảnh này ghi lại trên tuyến đường mới từ Bixi Nam Định ra quốc lộ 21 vào ngày 12 tháng 12 vừa qua. Nhiều trụ đèn cao áp vẫn được bật sáng mặc dù lúc này đã là 11 giờ trưa. Gần trăm bóng đèn cao áp sáng rực giữa ban ngày khiến nhiều người đi đường cũng như người dân nơi đây rất bức xúc, bất bình. Đây là cá thể cu ly mà khán giả Nguyễn Quang Trung tự nguyện chuyển giao cho Vườn Thú Hà Nội. Cá thể này là cá thể cái, nặng gần 0,7 kg, được xác định là loài cu ly nhỏ. Trước khi được chuyển giao cho vườn thú, khán giả Quang Trung đã gọi điện đến đây để được hướng dẫn cụ thể về cách chăm sóc chú cu ly này. Quý vị, vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, chương trình Góc nhìn khán giả có gửi công văn số 108 VTC14 tới Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị kiểm tra làm rõ thông tin khán giả phản ánh di tích trại tạm giam Ái Nghĩa nằm trên địa phận khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc bị xâm hại nghiêm trọng. Sau đây là công văn trả lời của Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc về vấn đề này. Sau khi nhận được công văn của chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc đã tiến hành kiểm tra thực trạng di tích và xác nhận tình trạng di tích bị xâm hại là đúng như thư phản ánh của khán giả. Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức chỉ đạo các ban ngành địa phương liên quan của huyện xử lý dứt điểm những vi phạm làm xâm hại di tích mà khán giả đã phản ánh đến quý đài, đồng thời có kế hoạch bảo vệ để không xảy ra tình trạng nêu trên. Thưa quý vị, còn bây giờ để giúp quý vị và các bạn tiện theo dõi các chương trình được phát sóng trên kênh VTC14, Góc nhìn khán giả xin được dành một phần thời lượng của chương trình để điểm qua một số clip, để điểm qua một số chương trình đã và sẽ xuất hiện trên sóng của VTC14. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số chương trình đã được phát sóng trong tuần qua. Năm 2012 được chọn là năm giao thông, cũng là năm mà người dân và doanh nghiệp phải đau đầu vì xe cộ. Một loạt các quy định mới có liên quan đến các phương tiện giao thông được đưa ra như tăng phí trước bạ, thu phí lưu hành, cấm chỗ gửi xe, phạt không chính chủ, thu phí bảo trì. Những chiếc xe vốn đã lưu thông ì ạch vì đường xá tắc nghẽn, xuống cấp, nay lại bị bóp nghẹt bởi biết bao quy định. Dẫu biết rằng, với một đất nước đang trong giai đoạn phát triển như ở Việt Nam, việc cập nhật chính sách, pháp luật liên tục để đáp ứng yêu cầu hội nhập là điều cần thiết. Song nếu các chính sách đó được nghiên cứu một cách cụ thể, dựa trên nguyên tắc dân vi bản, thì có lẽ các quy định ban hành ra đã không phải sửa đổi, thậm chí là bãi bỏ như thực tế diễn ra nhiều năm qua. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều loại bệnh nguy hiểm đối với con người như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh về hệ hô hấp. Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, đến năm 2020, số người chết vì thuốc lá sẽ nhiều hơn số người chết do HIV/AIDS, lao, tai nạn lao động, tai nạn giao thông đường bộ. Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe nói chung và gây nên ung thư nói riêng đã được y học chứng minh từ nhiều năm nay.
Chương trình Hiểm họa quanh ta phát sóng tuần vừa qua đã giúp quý vị và các bạn tìm hiểu sâu hơn về tác hại được gây ra từ khói thuốc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương trình đáng chú ý sẽ phát trong tuần tới trên kênh VTC14. Chuyển dịch đất sản xuất nông nghiệp sang xây dựng các khu công nghiệp đang được nhiều địa phương vùng đồng bằng Trung Du đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Mấy năm trở lại đây, khi hàng trăm khu công nghiệp lớn nhỏ xuất hiện, cũng là lúc hàng chục nghìn hộ nông dân mất ruộng. Và trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, khi mà các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thu hẹp sản xuất, thì nhiều công nhân vốn là nông dân được nhận vào làm bị đẩy vào tình trạng thất nghiệp. Không công ăn việc làm, không đất sản xuất, nhiều hộ gia đình bị đẩy vào cảnh nghèo đói. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn đe dọa việc đảm bảo an sinh xã hội cho các địa phương. Nhiều vùng đất có các khu công nghiệp lại đứng trước nguy cơ tái nghèo. Đó là nội dung chính trong chương trình Cận cảnh tái nghèo vì khủng hoảng kinh tế, phát sóng vào 20 giờ 35 phút ngày 17 tháng 12 trên kênh VTC14. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian gần đây tại nhiều tỉnh thành phố nước ta liên tiếp xảy ra những vụ cháy. Các vụ cháy xảy ra có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một điều quan trọng là chúng ta chưa có những kỹ năng xử lý cơ bản khi xảy ra hỏa hoạn. Chương trình 114 phát sóng vào 21 giờ 50 ngày 20 tháng 12 sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những tình huống giả định khi có cháy và cách xử lý khi gặp những trường hợp này. Cơn gút cấp tính là một trong các biểu hiện lâm sàng của bệnh gút, một bệnh xảy ra do rối loạn chuyển hóa axit uric trong cơ thể, làm tăng nồng độ axit uric trong máu, dẫn đến lắng đọng natri urat trong khớp, thận và tổ chức dưới da, gây đau. Cơn gút cấp tính lần đầu thường xảy ra ở lứa tuổi 35 đến 55 hay gặp ở nam giới. Nó đến đột ngột vào ban đêm, gây đau khớp, đa số là khớp bàn, ngón chân cái, khớp sưng to, đỏ, phù nề, đau dữ dội và tăng dần. Và chạm nhẹ cũng rất đau, thay đổi mọi tư thế đều không dịu đi. Vậy phải làm thế nào khi gặp phải cơn gút cấp tính? Câu trả lời sẽ có trong chương trình 115 xử trí tình trạng cơn gút cấp, phát sóng vào 21 giờ 50 ngày 18 tháng 12 năm 2012. Quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi ngành clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.